Ukraine mất 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, ấn phẩm Forbes đưa tin dựa vào dữ liệu của Russia. Theo các chuyên gia phân tích của tờ Forbes, lực lượng vũ trang Ukraine mất một số lượng máy bay không người lái lớn đến mức đáng kinh ngạc hàng tháng do sự can thiệp điện tử của Nga. Tác chiến điện tử, EW, vẫn là một thành phần thiết yếu trong cách thức tiến hành chiến tranh của Nga. Mặc dù có mật độ cực kỳ cao các hệ thống EW ở Donbass vào năm 2022, nhưng hiện tại còn ghi nhận việc triển khai dày đặc hơn trên 10 km mặt trận, thường nằm cách tiền tuyến khoảng 7 km. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, cho biết. Cần lưu ý rằng quân đội Nga tiếp tục sử dụng rộng rãi việc can thiệp điều hướng trong khu vực chiến đấu như một hình thức bảo vệ điện tử. Một trong những tác giả của báo cáo do RUSI cung cấp, chuyên gia Jack Watling nhấn mạnh rằng hầu hết mọi trung đội Ukraine đều sử dụng máy bay không người lái. Và phần lớn UAV là loại thương mại do công ty DJI sản xuất. Các UAV thương mại được quân đội Ukraine sử dụng dễ dàng bị tác chiến điện tử Nga chế áp. Các quan chức Ukraine ước tính tổn thất máy bay không người lái vào tháng 3 là 300-450 chiếc. Nhưng có thể tin rằng Kyiv không nhận được dữ liệu khách quan, bởi vì việc mua bán UAV diễn ra hỗn loạn và không có kế toán tổng hợp. Các nhà phân tích của Russia cũng chỉ ra số liệu thống kê đáng buồn cho Kyiv. Tỷ lệ tổn thất máy bay không người lái giữa Ukraine và Nga là 50-1, điều này rõ ràng không có lợi cho Kyiv. Tuyên bố chính thức của Ukraine về việc gây thiệt hại cho Nga thường được coi là thổi phồng quá mức, khi Kyiv nói rằng họ đã phá hủy 2.811 máy bay không người lái của Nga trong 15 tháng xung đột, tính đến ngày 21 tháng 5. Với ít hơn 200 chiếc UAV bị mất mỗi tháng, con số này chỉ chiếm khoảng 2% những gì Ukraine thiệt hại, ấn phẩm Forbes nhấn mạnh. Mặc dù vậy, theo nhiều chuyên gia, con số 10.000 chiếc UAV của Ukraine bị tác chiến điện tử Nga tiêu diệt mỗi tháng cũng bị nhận xét là quá cao, thậm chí đến mức không tưởng. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.